Cái khi mà mình xem được cái tủ này mình rất là khoái, nhưng mà mình cũng có một câu hỏi là ủa chị, rồi mất điện sao em mở? Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ đi một vòng tham quan căn bếp của mình. Đây là video kitchen tour mà mình đã nợ các bạn từ rất là lâu rồi. Rất là nhiều bạn bình luận ở trên video của mình nói là chị định đẻ xong đợi con lớn làm kitchen tour một vòng là vừa hay gì. Ngày hôm nay chúng mình sẽ trả nợ với các bạn bằng một video kitchen tour. Cái kitchen tour của mình thì sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình trang trí, thiết kế và sắp xếp cái bếp của mình. Và từ đó thì hy vọng là những cái kinh nghiệm đó các bạn cũng sẽ có thể tham khảo cho căn bếp của các bạn. Mình không nghĩ căn bếp của mình là hoàn hảo với tất cả mọi người, hay là mình không nghĩ có bất cứ một căn bếp nào là hoàn hảo với tất cả mọi người. Chỉ có cái căn bếp mà nó phù hợp nhất với thói quen sinh hoạt, nấu nướng và ăn uống của gia đình cụ thể mỗi người mà thôi. Bởi vậy cho nên mình hy vọng là những cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Cộng với là thực sự là một căn bếp thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm riêng của nó. Thì sau một vài tháng mình ở đây và mình trải nghiệm căn bếp này thì là mình sẽ có thể review những cái điều đó luôn, để các bạn có thể tham khảo hoặc là rút kinh nghiệm từ những cái điều chưa hoàn hảo ở căn bếp của mình. Căn bếp này thì thực sự là một căn bếp khá là đặc biệt đối với vợ chồng mình. Tại vì từ trước đến giờ thì vợ chồng mình chỉ quen với những cái căn nhà, từ trước đến giờ dọn vào thì có làm sao, chủ đầu tư người ta xây sao hoặc là chủ trước người ta xây sao, thì mình chỉ có dọn bát đĩa của mình về mình sống và mình sinh hoạt với cái căn bếp đó thôi. Thế nhưng sang đến căn nhà này thì tại vì tụi mình làm và trang trí từ nhà thô, xây một căn bếp, thiết kế một căn bếp từ giấy trắng. Bởi vậy cho nên cũng có khá là nhiều những cái hào hứng bên cạnh những cái bỡ ngỡ mà tụi mình phải mất khá là nhiều thời gian để tụi mình có thể có được một cái căn bếp cuối cùng ngày hôm nay. Căn bếp này thì được xây lên dựa trên hai yếu tố quan trọng nhất. Một là một cái giải pháp mà tụi mình tham khảo của Bloom, là một hãng của Áo. Người ta có những cái giải pháp phụ kiện dành cho bếp. Thì khi mà mình tìm đến người ta thì người ta sẽ tư vấn cho mình, và những cái sự tư vấn của người ta mình sẽ giải thích với các bạn sau. Và cái yếu tố thứ hai là kinh nghiệm và trải nghiệm của tụi mình từ những căn bếp trước. Những cái gì tiện hoặc là những cái gì chưa được tiện lắm, những cái gì bất tiện từ nhà cũ thì là tụi mình cũng ghi nhớ, để sang đến đây tụi mình có thể khắc phục và thay đổi để làm sao nó phù hợp với thói quen hơn. Cái nguyên lý chung đó là tụi mình chia khu của căn bếp. Những căn bếp thì nó cũng giống như là bao nhiêu căn bếp khác, tức là có một cái bệ bếp ở đây, rồi tủ ở kia, rồi đảo bếp ở đây. Thế nhưng mà thực ra là nó sẽ chia khu ra dựa trên thói quen sinh hoạt của tụi mình. Và chúng mình bây giờ chúng mình sẽ đi từng khu một. Khu đầu tiên là khu thực phẩm, và gia vị thì là chúng mình để gần nhau. Thực phẩm thì là tụi mình sẽ lấy từ trong tủ lạnh này ra, và gia vị thì chúng mình sẽ lấy từ đây. Thì hai cái nó gần nhau để chúng mình có thể lấy một cách dễ dàng hơn. Về cái tủ lạnh này thì mình sẽ không có gì nói quá nhiều. Nó chỉ là một cái tủ lạnh như ba cái tủ lạnh khác. Nó lớn hơn cái tủ lạnh nhà cũ. Tủ lạnh này là tủ lạnh hai cánh, một ngăn mát ở đây, một ngăn đông ở đây. Thì là mình cũng không nói nhiều, mình cũng biết là các bạn cũng biết tủ lạnh hai cánh là như thế nào rồi. Điểm đặc biệt của cái tủ lạnh này là cái chỗ lấy nước. Chỗ lấy nước và lấy đá là một trong những cái điểm nổi bật của cái khu thực phẩm của nhà mình so sánh với nhà cũ. Thì cái chỗ lấy nước lấy đá này nó có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của nó là rất tiện, tức là các bạn có thể lấy nước lấy đá ngay tại đây mà không cần phải rót đá này, rồi làm đá, rồi nặn từ trong cái khay ra. Và bản thân cái việc có sẵn nước lạnh từ trong tủ lạnh ra, luôn luôn lấy được cái vòi ở đây, rất là tiện, cảm giác là mình sẽ chăm uống nước hơn ấy. Thế nhưng cái khuyết điểm của nó là nó không có gắn vào cái đường nước, mà nó có một cái thùng ở trong này. Đây là cái hộp lấy nước, tức là mỗi lần nó bị hết nước thì mình sẽ phải phiu nước vô đây. Tức là sao? Nếu mà chúng mình quên phiu nước, tức là cái tủ lạnh này nó cũng sẽ hết nước. Đó là một cái khuyết điểm nhẹ của chiếc tủ lạnh khi mà nó có một cái bình nước như vậy. Nếu mà các bạn lựa chọn tủ lạnh thì nên lựa chọn cái tủ lạnh mà nối thẳng cái đường nước, xong rồi lấy nước ra ở đây thì các bạn sẽ không bao giờ phải lo về thiếu nước, thiếu đá nữa. Ở bên này là cái tủ gia vị, và cái tủ gia vị này là một cái tủ rất là đặc biệt. Khi mà mình có những cái tủ cao như thế này đó, bình thường mình sẽ mở ra như vậy, và nó có những cái bất tiện riêng của nó, tại vì nó hay vào mặt đó. Nếu mà chồng mình hoặc là một người nào đó đứng ở cạnh bên này thì khi mà mình mở tủ mình sẽ phải nói cẩn thận này. Thế nhưng mà khi mình có một cái tủ như thế này, nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Nó sẽ không bao giờ va vào mặt, vào đầu của người khác. Để mở cái tủ này mình chỉ cần ấn vào đây. Hay không? Không bao giờ đập vào tường, tại vì nó thiết kế đến tường là nó dừng lại rồi. Và để làm được cái điều đó thì nó là một cái hệ điện ở đây. Các bạn có thể thấy đây là hệ điện của Bloom. Này gọi là servo drive. Và nó sẽ tự động khi mà mình nhấn thì là nó nhấc cái tủ này lên, không hề vướng. Mình có thể mở cả hai bên này. Nguyên lý nó tương đương. Mở cả hai bên này
nấu nướng mà nó không bị vướng víu, không bị đi qua đi lại xong rồi đập đầu vào cánh cửa tủ. Rất là hay đúng không? Tất cả những cái bản lề này, hệ điện này, phụ kiện của Bloom Việt Nam thì là đều nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu về và lắp ở đây. Khi mà mình muốn đóng lại thì mình cũng sẽ không phải với lên đây. Mình chỉ cần ấn hai cái nút là nó tự động đóng lại. Hay không? Rất là tiện. Thì khi mà mình xem được cái tủ này, mình rất là khoái. Thế nhưng mà mình cũng có một câu hỏi là ủa chị, rồi mất điện sao em mở? Nếu mà mất điện thì là mình sẽ mở bằng tay bình thường. Khi mà mở bằng tay thì nó sẽ là một cái hệ giảm chấn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mình sẽ mở bình thường như thế này thôi, xong rồi đóng lại. Thực sự là cũng hiếm khi nào mà mất điện lắm các bạn ạ. Không phải là cái chuyện mất điện nó không xảy ra thường xuyên đến thế. Cái nút đóng mở nó có thể cả ở cả hai bên, tiện bên nào thì mình có thể bấm bên đó. Thì là mình đóng lại, bên này mình để ly tách, bên này mình để gia vị nấu nướng. Và một cái tủ này rất là rộng như các bạn thấy đó, mình để biết bao nhiêu là gia vị nấu nướng ở đây mà chỉ hết có một ngăn thôi. Còn ngăn ở trên mình vẫn chưa xài đến. Thì đó là nói về cái khu đầu tiên. Ở bên này thì thực ra còn một cái tủ điện nữa đây này, thế nhưng mà mình chưa xài đến tại vì rộng quá. Thực sự là tụi mình vẫn chưa đựng hết cái bếp của chúng mình đâu, còn rất là nhiều chỗ nữa. Ở bên này cũng là hệ điện, tại vì bên này cũng là tủ cao. Nếu mà mình làm cái tủ bằng tay ấy, thì là mình không thể với lên để đóng xuống được. Bởi vậy cho nên cái hệ điện ở trên cái tủ này cũng rất là tiện để mình có thể đóng mở như thế này. Bao giờ có em bé nhà lủ khủ hơn thì là mình nghĩ là mình sẽ xếp đồ nhiều hơn vào các cái ngăn này. Sau khi mà chúng mình di chuyển khỏi khu thực phẩm thì chúng mình sẽ có cái khu dọn rửa ở đây. Đây là cái khu vệ sinh. Và khu vệ sinh thì là chúng mình sẽ sắp xếp ở gần cái khu mà đựng bát đĩa. Tức là chúng mình có máy rửa chén ở đây này. Máy rửa chén này thì nó bự hơn so với ở nhà cũ. Mình nghĩ là phải đến gấp đôi ấy. Mình cảm giác là một mẻ bát đĩa ở đây phải được hai mẻ so sánh với cái máy ở nhà cũ. Bồn rửa ở đây. Bồn rửa thì chúng mình có một cái bồn rửa lớn. So sánh với nhà cũ là nó có hai cái ngăn, các bạn nhớ không? Đấy là bồn rửa chén của chủ đầu tư đó. Sang đến đây thì tụi mình cảm thấy là nên thay đổi một chút, tại vì ở nhà cũ chúng mình rất là ít khi dùng hai ngăn cùng một lúc. Bởi vậy cho nên chúng mình sang đây thì quyết định là mua một ngăn thôi thì nó rộng hơn hẳn so với ở nhà cũ. Ở đây có một cái đồ để hong khô các thứ này, rửa rau hoặc là rửa nhanh một cái chén đĩa gì đấy có thể úp vào đây để hong khô, khi mà không cần dùng thì nhấc ra để đây. Miếng rửa chén luôn luôn để ở đây, để chỗ có lỗ để chúng mình có thể làm khu ráo. Các bạn nhớ không, mình không thích cảm giác khi mà cái miếng này nó bị ướt chèm nhẹp, cho nên là cái miếng này luôn luôn phải để khô ở đây. Nước rửa tay, nước rửa chén, vòi nước rửa, vòi nước nấu. Vòi nước rửa thì cũng kéo được ra giống như là ở nhà cũ. Sau khi mà mình dọn rửa ở cái khu này thì là mình có thể dễ dàng sắp xếp bát đĩa vào những cái nơi mà để chén đĩa. Ở đây thì là cái khu này nó loanh quanh. Thực ra đây cũng là cái bếp nhỏ nhỏ, thế cho nên là các thứ nó cũng gần gần nhau. Thế nhưng mà mình cố tình là làm sao để từ cái chỗ máy rửa chén mình sắp xếp bát đĩa vào cái ngăn của nó một cách thuận tiện nhất. Thì đây là những cái chỗ mà mình để chén đĩa bát đũa này. Chén đĩa này, bát đũa, mình xếp vào đây. Mình biết là nhìn mọi thứ nó không được đồng bộ cho lắm, thế nhưng mà tại vì tự mình là những cái người mà không có mua một bộ cùng một lúc ấy, mà tụi mình cứ theo thời gian thì có thêm những cái bát đĩa này kia rồi được tặng cũng nhiều. Tụi mình không có nỡ bỏ đi những cái thứ mà nó lạc quẻ hay là nó đứng một mình nó, thế nhưng mà nó có những cái kỷ niệm của nó mà tụi mình không có nỡ vứt đi để tụi mình có thể đồng bộ hóa được mọi thứ, cho nên là nhìn mọi thứ nó cọc cạch vậy thôi. Nhưng nó rất là nhiều kỷ niệm, ví dụ như là cái này là một anh sinh viên mới ra trường mua tặng bạn gái ở hiệu sách, đã rất là lâu rồi, 8-9 năm rồi thì tụi mình vẫn xài cái này ở đây, mặc dù nó chẳng đi với cái gì cả mà thực sự nhìn nó không đẹp đến thế. Không có nỡ bỏ đi tất cả những cái đồ này mà luôn luôn giữ ở đây. Khi mà các bạn sang đến đây thì là chúng mình sẽ xem cái ngăn chén dĩa của chúng mình rất là hay, kéo ra. Wow, mình có organizer. Cái này là một điểm cực kỳ tối ưu so với bếp ở nhà cũ. Ở bếp ở nhà cũ là mọi thứ nó cứ chen chúc hết vào nhau. Sang bên này chúng mình có những cái ngăn nó chia khu như thế này đây. Thậm chí là cái bên này nó còn linh hoạt hơn nữa này. Đây là cái hệ thống chia khu của Bloom. Nó sẽ giúp mình một cách linh hoạt gỡ cái này ra. Đó, để mình phân chia cái này làm sao
cho nó phù hợp với cái độ dài mà mình muốn. Như các bạn thấy thì là tụi mình đã sắp xếp theo cái thói quen tối ưu mà tụi mình sử dụng rồi. Ở bên này thì là có đũa, muỗng rồi, ống hút ở đây, kẹp ở đây, muỗng ngắn, muỗng dài, nĩa ngắn, nĩa dài. Dụng cụ ăn uống thì nhìn chung sẽ ở trong cái ngăn này. Còn dụng cụ nấu thì sẽ ở trong cái ngăn kéo ở phía dưới, cũng chia khu như vậy luôn. Đây các bạn coi cái cắm dao của mình này hay không? Cái bộ dao thì cũng cọc cạch tại vì mua ở rất nhiều nơi vào rất là nhiều những cái thời điểm khác nhau. Các bạn nhìn này, người ta xếp hay không? Những cái dao lớn sẽ xếp ở đây như thế này thẳng hàng. Còn những cái dao nhỏ thì sẽ lùi lên trên này một chút. Đó, rất là hay. Đồ nấu nướng, muỗng sới cơm để đây, kẹp để đây, mài dao. Đó, sắp xếp hay không? Thì khi một hãng giải pháp phụ kiện bếp, ví dụ như Bloom chẳng hạn, người ta thiết kế những cái đồ sắp xếp dành riêng cho cái hệ dây ngăn kéo của người ta thì mọi thứ nó rất là tiện, nó rất là gọn. Và như các bạn thấy đó, mình chỉ cần đẩy nhẹ vào là cái ngăn kéo nó trượt vào một cách rất là êm, sau đó thì nó chậm lại và nó giảm chấn. Cái này nó là hệ giảm chấn và nó sẽ không gây ồn. Mình chỉ cần đẩy nhẹ vào. Đó, không bao giờ gây ồn khi mà đóng sầm sầm những cái cửa này vào. Ở nhà cũ nhiều khi mình đẩy phát dầm một cái mà rất là ngại. Ở bên này thì có một cái ngăn kéo dày hơn. Mình để những cái đồ mà nó bị cao hơn. Ví dụ như là rổ thì mình để đây, thớt để đây. Và ở trong này có một ngăn kéo phụ nữa, mình mới kéo ra. Đây là những cái dụng cụ mà mình ít dùng hơn. Tranh thủ nói với các bạn về chiếc muỗng gây tranh cãi hôm bữa. Hôm bữa mình dùng cái muỗng này thay vì cái muỗng sới cơm bằng gỗ của mình để sới cơm. Vì vậy rất là nhiều bạn hỏi là tại sao chị đã nói là đừng dùng cái muỗng nhựa mà bây giờ chị vẫn dùng cái muỗng nhựa, không dùng cái muỗng gỗ. Nhà mình có hai cái muỗng. Mình đã dùng cái muỗng này rất là lâu rồi. Thế nhưng mà mình không nhớ tại sao mình lại có cái muỗng này ở trong nhà nữa. Cái này là khi mà mua nồi cơm hoặc là mua cái bịch gạo, mình không nhớ là mình mua nồi cơm hay bịch gạo gì đó, cái đi kèm với một cái muỗng này. Thế cho nên là mình dùng xen kẽ nhau. Mình thiên về dùng cái này tại vì mình biết là cái này thì nó không tốt bằng cái này đâu. Thế nhưng mà những hôm nào mà ví dụ cái này nó đang ở trong máy rửa chén thì là mình sẽ dùng cái này. Đó, đó là câu trả lời cho cái việc hơi gây khó hiểu hôm bữa mà các bạn hỏi. Sau khi mà mình mở cái ngăn kéo này ra, mình lấy những cái đồ này thì là mình có thể đóng lại lẻ nhau hoặc là mình đóng lại cùng một lúc, giảm chấn rất là êm. Sang đến bên này thì cái ngăn kéo đựng nồi niêu song chảo nó sẽ hơi khác một chút so với những cái ngăn kéo mà chúng mình vừa mới xem để đựng đũa muỗng ở đây. Sang đến bên này ấy, thì là chúng mình sẽ có cái hệ điện ở trong cái ngăn kéo này, là chúng mình chỉ cần nhấn vào là nó mở ra như vậy đây. Thì là mình đựng nồi niêu song chảo ở trong này, và ở trong này thì là chúng mình cũng có cái đồ phân tách để organize, để sắp xếp luôn. Nồi niêu song chảo mình để ở bên này, các cái nắp này, đồ hấp này mình để ở một cái hệ. Người ta có những cái phụ kiện chia ngăn ở đây rất là tiện. Ở nhà cũ mình không có những cái hệ này, sắp xếp rất là khó khăn, nó rất là cồng kềnh. Đã ít chỗ hơn thì chớ, mà khi sắp xếp nó không hợp lý nó lại càng tốn chỗ hơn. Khi mà có cái này thì sắp xếp nó hợp lý này, gọn gàng. Và lúc nào mà muốn dọn rửa chỉ cần nhấc ra, rất là dễ vệ sinh. Như các bạn có thể để ý đó, ở dưới cái bồn rửa chúng mình đã có những cái ngăn kéo này rồi. Bình thường thì ở dưới bồn rửa người ta chỉ có một cái tủ mở ra thôi, xong rồi người ta để những cái đồ chai lọ ở trong đó, tại vì nó có cái đồ thò xuống, cái đồ dây dẫn nước đó. Nhưng mà ở đây thì chúng mình tối ưu được thêm cái không gian một chút nữa, là chúng mình có thêm một cái ngăn kéo có hệ điện ở đây nữa, là cái ngăn kéo hình chữ U. Nhấn vào thì nó cũng mở ra tự động như thế này luôn. Ngăn kéo chữ U này thì ở giữa này nó sẽ là cái chỗ để cho cái đường dây chạy qua. Các bạn nhìn này, ở giữa vẫn là chỗ cho những cái đường ống. Nhưng mà ở hai bên này chúng mình có hai ngăn kéo để đựng những cái đồ mà chúng mình sắp xếp vào. Thì ở bên này chúng mình có cái đồ xà phòng rửa bát nè, đồ lau rửa một chút. Ở bên này thì chúng mình tranh thủ để một ít gừng, hành, tỏi, các cái đồ khô, tôm khô ở đây. Rất là hợp lý đúng không? Tận dụng không gian. Rồi chúng mình đóng vào. Thì đó là cái khu dọn rửa và khu cất bát đĩa nồi niêu song chảo của chúng mình. Đến cái khu tiếp theo thì chúng mình sẽ có hai cái khu cuối cùng, gọi là khu sơ chế và khu nấu nướng. Sơ chế và nấu nướng thì nó diễn ra ở đây là chủ yếu. Thì là mình có một cái đảo bếp rất là rộng như thế này để chúng mình có thể sơ chế này rồi nấu nướng ở trên cái bếp này. Mình nói thêm một chút về cái quyết định của tụi mình đã nói trong những cái video trước rồi đó, là tụi mình đảo bếp với cái bồn rửa, so sánh với bếp cũ, cái bồn rửa nó ở ngoài đảo, còn cái bếp nó ở phía trong này. Sang nhà mới thì chúng mình quyết định đảo,
Và khi mà chúng mình đảo qua như thế này thì có khá là nhiều ý kiến của các bạn bình luận đó. Có bạn thì bảo là ừ hợp lý, có bạn thì bảo là cái này nó không hợp lý lắm đâu. Thì tụi mình cũng đã trải nghiệm một vài tháng đối với cái sự sắp xếp này, và sau vài tháng thì kinh nghiệm của mình là mình khá là ưng cái sự đảo ngược này lại. Khi mà chúng mình sử dụng bếp từ nó là một mặt phẳng như thế này, thì bản thân cái mặt phẳng này ấy, nó cũng sẽ là một mặt phẳng sơ chế luôn. Bên cạnh nấu nướng, khi mà chúng mình không có nấu thì mặt phẳng này cũng dùng để băm chặt các thứ được, không có vấn đề gì hết. Thì nó làm cho cái đảo bếp của chúng mình cảm giác nó rộng ra hơn nữa. Khi mà cái bồn rửa ở đây nó cắt đứt cái đảo bếp ra làm hai phần, đúng không? Nhưng mà đây mình có một mặt phẳng liền mạch để chúng mình có nhiều cái không gian hơn nữa. Nói về hút khói mà nói, bình thường cái hút khói người ta sẽ làm ở trên này, ở phía trên cái bếp để cho nó gọn gàng. Thế nhưng mà khi chúng mình đảo cái bếp ra đây thì là cái bếp nấu cũng sẽ phải tính toán một chút để làm sao hút khói thì vẫn phải có, thế nhưng mà nó không bị vướng cái không gian ở đây. Bình thường mình đã định treo một cái hút khói ở phía trên này này, thế nhưng mà sau đó thì là chúng mình tìm được cái bếp này nó cũng khá là tiện, tại vì cái hút khói nó nằm ngay ở giữa và nó nằm ngay ở trên bếp luôn. Nó đủ mạnh để hút cái khói mà nó từ đây, bình thường cái khói nó đi lên đúng không? Cái khói nó từ đây nó hút ngược xuống dưới này rất là hay. Nhiều bạn nhìn thấy cái bếp này thì cũng bình luận ấy, bảo là làm thế nào mà nó có thể hút mà tự nhiên nó ở dưới này mà nó hút khói được, tại vì nó cái lực hút nó hút xuống đây. Và cái hút khói này nó hay hơn cái hút khói ở trên này ở chỗ là thứ nhất là nó tiết kiệm không gian đã này. Thứ hai là khi mà mình muốn vệ sinh nó tiện hơn một cái máy hút khói ở phía trên. Bình thường đó, khi mà mình hút khói ở phía trên đúng không, thì mình sẽ phải gỡ cái lưới ra để mình cọ rửa, rất là nhiều dầu mỡ nó bám vào. Thế nhưng mà ở đây thì mình có một cái giỏ lưới như thế này, mình cho vào máy rửa chén được. Cái máy nó rửa nước nóng rồi rửa xà bông vào, nó rất là sạch. Chứ nó không giống như là nhiều khi mình rửa tay ấy các bạn, mình cọ ở đây nó không hết được cái dầu nhờn nhờn ấy. Thì nó rất là tiện như thế này, mình cũng khá là ưng. Nhưng nói thật là nó vẫn không thể nào bằng được một cái máy hút khói lớn mà xếp ở phía trên này đâu. Cái hút khói này nó mạnh và nó hút được, nhưng mà nó ở một cái chừng mực nhất định thôi. Đối với những nhà mà nấu nhiều cái mùi, nhiều đồ và nấu cả ngày ấy, thì đúng, nó sẽ vẫn mùi đó. Nó ở một cái chừng mực nhất định nha các bạn. Đó là mình phải rất thực tế về cái chuyện đó. Kể cả cái miếng này cũng cho được vào máy rửa chén luôn, rất là tiện. Các bạn có thể cân nhắc một cái bếp như thế này nếu mà các bạn muốn tham khảo. Ở phía bên này thì là chúng mình có một cái lò nướng và một cái lò vi sóng, thì mình cũng không nói quá nhiều, tại vì nó là một cái lò nướng và một cái lò vi sóng nó không... Các bạn còn nhớ câu chuyện lò nướng 16 triệu, lò vi sóng 22 triệu mà mình từng kể ở nhà cũ không, để cho nó đồng bộ với nhau đó. À, bỏ ra chừng ấy tiền để mua một cái lò vi sóng, mình không nghĩ đó là một quyết định tốt. Sang đến bên này mình không cần nó đồng bộ nữa, mình chỉ cần nó hơi hơi na ná giống nhau là được. Nó ở vừa cái tầm giá, bỏ ra quá nhiều tiền để mua một cái lò vi sóng mình cảm thấy nó không đáng, ít nhất là áp dụng cho cái lò vi sóng cũ của mình. Thế thôi, chứ không có gì. Thì đó là cơ bản cái khu ở ngoài chúng mình nấu nướng. Ngoài ra mình nói thêm một chút xíu nữa trước khi mà chúng mình vào trong, là cái đảo bếp này nó có một cái hệ ngăn kéo ở ngoài này nữa. Hệ ngăn kéo ở ngoài này thì tụi mình nói thật là chưa có xài nhiều, tại vì tụi mình thực sự là cũng chưa có nhiều đồ đến thế. Nhưng mà đồ ở ngoài này đó thì chủ yếu tụi mình đựng những cái snack khô rồi thực phẩm chức năng, thuốc uống hàng ngày thì là mình để hết ở trong này. Mình lấy nước ở ngay kia xong rồi mang cái ly nước ra đây là mình có thể uống được tất cả những cái thứ mà mình cần uống. Đó thì là nó gần những cái bếp nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ nó có võ các bạn ơi. Rất là nhiều chỗ thao tác và rất là nhiều chỗ để đồ. Khi mà mình tối ưu hóa được những cái khu thao tác của chúng mình, tối ưu hóa được những cái không gian của chúng mình, thì thực sự là cái bếp nó rất là nhiều chỗ để chúng mình có thể để đồ, tất cả những cái đồ mà chúng mình cần. Bây giờ chúng mình sẽ tiến đến chiếc cửa bí mật của chúng mình. Nó không bí mật lắm, thế nhưng mà nhìn nó giống như là một cái tủ. Và đây là một cái ý tưởng mà mình rất là yêu thích. Mình khi mà mình bước vào căn nhà thô thì mình đã ba hoa chích chòe với các bạn. Mình đã liên thiên về cái vấn đề này rất là nhiều rồi. Thì các bạn có thể biết là mình thích cái pantry của mình cỡ nào. Cái pantry là gì? Cái pantry là cái tủ bếp mà chúng mình có thể bước vô được, để chúng mình có thể đựng rất là nhiều thứ ở trong này. Thì pantry bếp đối với mình là cái nơi để chúng mình có thể vừa giặt giũ, vừa đựng những cái đồ khô còn lại ở trong bếp. Để mình bật đèn lên xong rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn ở trong này có những cái gì. Rồi, ở bên này, đây là zone của mình, đây là khu của mình, đây là cái nơi mà mình thao tác rất là nhiều, đây là nơi mà mình giặt giũ. Thì chúng mình sẽ có một cái máy giặt, máy sấy để ở đây, hai cái máy chồng lên nhau như thế này.
luôn luôn mở như thế này nha các bạn, để nó thoáng khí. Đặc biệt là cái chỗ này thì nó luôn luôn nó ẩm ướt, tại vì mình cho xà bông vào đây mà. Thế cho nên là khi mà các bạn giặt xong thì nếu mà muốn nó không có bị mốc ở bên trong thì nên mở ra để cho nó thoáng khí vào. Những cái gioăng cao su này cũng thế, mở ra để cho nó khô nha các bạn, khô ráo, sạch sẽ. Ở bên này thì là chúng mình có những cái đồ liên quan đến vệ sinh nhà cửa thôi, thì túi lưới này, rồi những cái bong bóng len để mình sấy. Nó vàng vàng như vậy là tại vì mình xức tinh dầu vào đây. Các bạn nhớ không, mình đã nói là mình xức tinh dầu vào đây để sấy đồ cho nó thơm, thay cho nước xả đó. Nước giặt mình để ở đây tại vì mình có rất là nhiều chỗ. Thế cho nên là bây giờ mình mua mọi thứ, mình mua rất là mạnh tay các bạn ạ. Mình mua những cái bao bì nó lớn để nó rẻ hơn mà. Đấy, thì là một lần mình mua nước giặt thì mình có thể mua một chai nước giặt nè. Xong rồi mình mua 4 gói refill để đổ đầy lại đó. Khi mà mình hết ở đây thì là mình refill cái này vào đây, nó rẻ hơn và nó cũng sẽ giảm tải lại cái lượng bao bì nhựa cứng mà chúng mình sử dụng. Tinh dầu mình cũng mua rất là nhiều, để một chai như thế này sức vào những cái bong bóng len như thế này. Các bạn thấy rất là nhiều chỗ đúng không, rất là nhiều chỗ ở phía trên này. Ở đây chúng mình có những cái trái mướp chưa dùng đến, ở đây thậm chí có một trái mướp mẹ chồng mình cho, mình còn chưa tách cái vỏ của nó ra. Ở nhà mẹ chồng mình có một dàn mướp, mẹ chồng mình cho một trái mướp mình còn chưa tách. Đấy, thì mình để ở đây. Rồi, rất là nhiều. Đây là máy khử trùng bình sữa, có thể khử trùng được rất là nhiều thứ, ví, kính, nón, các thứ rồi mình khử trùng ở trong này. Cái mặt phẳng này là một cái mặt phẳng thao tác. Thì khi mà mình có một cái mặt phẳng thao tác như thế này thì những cái đồ ví dụ như là mình giặt tay mình cũng có thể giặt ở đây, hoặc là sang đến đây khi mà mình làm bếp thì mình có thể để tất cả những cái đồ lỉnh kỉnh, gọi là đồ countertop, nồi rồi máy này kia. Đấy là lý do mà các bạn không thấy những cái máy này nọ lủ khủ ở trên cái mặt bàn bếp của mình ở ngoài kia. Cho nên mình có rất là nhiều diện tích, tại vì mình tiết kiệm diện tích vào trong này. Những cái mà lỉnh kỉnh lủ khủ và nó không được đẹp thì mình sẽ vào đây mình làm. Đun nước này, mình đun nước ở đây nè. Máy xay sinh tố này, máy nấu sữa này, nồi cơm điện này, nồi chiên không dầu này, máy rửa rau này, mình cắm đều làm ở trong này hết. Ở trên này thì mình có những cái ngăn để đồ bình thường thôi. Đó, nó cũng là những cái ngăn tủ giảm chấn. Các bạn thấy mình mua rất là nhiều những cái đồ mà gọi là đồ in bulk, gọi là đồ mua nhiều đó, mua xỉ đó, để cho nó rẻ hơn. Và bản thân là nhà mình bây giờ cũng không phải là gần trung tâm lắm nữa rồi. Mỗi lần đi chợ là mua rất là nhiều đồ về nhà cất để mình xài dần, xài trong một thời gian dài. Hai chiếc tủ này là hai chiếc tủ cực kỳ đặc biệt ở trong pantry của mình. Đây là tủ đồ khô, đây là một trong những chiếc tủ mình thích nhất nhà luôn á. Tại vì nó rất là ngầu. Đây các bạn nhìn xem tất cả những cái ngăn này. Nếu mà các bạn đã xem cái kitchen tour của Dino thì là các bạn đã biết cái tủ này rồi. Tủ này là tủ để mình phân chia những cái đồ khô. Thế nhưng mà cái điểm tối ưu đặc biệt của nó là nó kéo từng ngăn ra, nó không có bị giống như là một những cái tủ bếp cũ của mình đó, thì là mình sẽ cái đồ ở trong nó sẽ bị che bởi cái đồ ở trước. Nhưng mà cái này kéo ra thì mình sắp xếp, đây là những cái đồ nấu nướng, những cái đồ ăn snack này. Rồi, cái này là đồ cho pets, đồ ăn của Sung Tuyết Huy Hoàng. Cái này là đồ để pha các loại nước. Khi mà mình muốn lấy một cái đồ gì đó ở trong chẳng hạn thì là các bạn thấy mình kéo ra rất là êm và rất là nhẹ nha. Có những cái tủ đựng đồ khô ấy, một khi mà mình đã kéo ra là mình phải kéo cả cái này ra từ trên xuống dưới, nó rất là nặng. Khi mà Bloom họ tách riêng ra những cái ngăn kéo thì là mình lấy cái nào mình chỉ cần kéo ra ở đó thôi, và mình lấy được những cái đồ ở bên trong một cách dễ dàng mà mình không có phải thò tay vô. Mình cố gắng mình lấy như thế này. Như các bạn thấy đó, một cái tủ này sẽ đựng được rất là nhiều thứ. Ở bên trên này mình đã đựng được gì đâu. Mà đây là rất nhiều đồ rồi nha các bạn. Đó, tủ này rất nhiều chỗ. Nếu mà các bạn cũng muốn làm cái tủ này ở Bloom thì một điều lưu ý nữa cho các bạn là cái này, các cái chiều cao ngăn kéo này họ có thể thiết kế riêng cho bạn. Tức là bạn tính toán xem là bạn sẽ tổ chức cái tủ này như thế nào, thì là họ sẽ thiết kế những cái chiều cao, những khoảng cách để cho tối ưu với cái tủ nhà bạn và thói quen để đồ của bạn. Thì đó là cái tủ đồ khô của mình. Tủ đồ khô của mình thì khác với những cái tủ khác là cái hệ là hệ tip on, là ấn vào đây là đóng như thế này thôi, rất là êm. Sang đến bên này chúng mình có một cái tủ nữa dạng mở, cũng là ấn vào rồi mở ra như thế này. Đây là cái hộc tủ mà nhìn nó truyền thống hơn cái bên kia. Thì mình để những cái đồ, ví dụ như là mình mua rất là nhiều những cái giấy này. Bình thường thì là mình sẽ dùng những cái khăn, mình dùng rất là nhiều khăn bếp để mình dùng xong rồi mình giặt, mình dùng xong rồi mình giặt. Thế nhưng mà mình cũng cần những cái giấy bếp như thế này để chủ yếu là dọn bãi nôn, chó mèo nó ói ra thì là mình dọn. Đó, thì là mình mua được nhiều, mình cất ở trên này. Đây là ngăn Tupperware và các cái đồ thủy tinh
mà mình dùng xong rồi mình rửa lại thì mình cất ở trong này. Đấy, đựng thực phẩm ở đây. Đấy, nhìn rất là sướng đúng không? Nhìn rất là đã, mình đã sắp xếp cái này theo cái ý của mình thì mình sung sướng khi mà có một cái ngăn Tupperware. Mình không biết là các bạn có giống mình không, thế nhưng mà mình rất là thích tổ chức các loại hộp, các loại lọ để cho nó nhìn nó sướng thế này đây. Đây là những cái một số cái dụng cụ khác, máy xay sinh tố, rồi những cái ly phụ, cân. Đây là cái đồ làm gì ẩm thực phân tử gì của chồng mình mà mua về xong rồi 10 năm rồi chưa xài thêm một lần nào nữa đó. Ở dưới này lại còn đồ ít dùng hơn nữa, những cái đồ ẩm thực phân tử ấy mà mua về xong rồi dùng một lần xong rồi để đó và không bao giờ dùng đến lần thứ hai. Có chứ. Kiểu như vậy. Có mà. Chồng mình có rất là nhiều những cái dụng cụ kiểu như vậy. Thì là mình cất ở đây. Ở dưới này có một sự đặc biệt. Mình lại biểu diễn cho các bạn xem nha. Đây bây giờ mình cần lấy một cái này nhưng mà cao quá, làm sao mình lấy được bây giờ? Nếu mà mình phải bắc ghế lên thì mình phải ra mình lấy cái ghế nhựa đúng không? Không. Cái này gọi là cái space step rất là lợi hại đúng không các bạn? Nó sẽ thay thế cho cái ghế nhựa mà chúng mình phải kê lên để đứng lên lấy những cái đồ ở trên cao. Đấy là lý do tại sao mình mạnh dạn mình để rất là nhiều khăn giấy ở trên này, là vì vậy mình có thể đứng lên ở đây, nhấn mở hệ điện tự động như vậy. Và nếu mà các bạn cảm giác là nó phí đi một cái ngăn kéo ở dưới này chỉ để làm cái bước lên này thôi, không hề, nó vẫn là một cái ngăn kéo của nó. Hay không? Bloom quá đỉnh. Và một cái bục như này sẽ chịu đựng được cân nặng tối đa của một người là 150kg. Chúng mình không lo nha các bạn, mặc dù bà bầu thì cũng mập lên khá nhanh đó. Thế nhưng mà tại vì tải trọng tối đa là 150kg lận cho nên là bà bầu cũng rất yên tâm khi mà trèo lên. Đó. Ở trên này chúng mình vẫn còn rất là nhiều tủ để đồ ở trên, rất là nhiều tủ để đồ ở dưới. Bởi vậy cho nên cái pantry này là một nơi tuyệt vời để dành cho tất cả những công việc giặt giũ, xay sinh tố, nấu sữa, nồi cơm điện, cất đồ, để đồ. Và đó là hòm hòm hết cái phía bên trong của cái pantry. Ở đây thì có thêm một cái cửa nữa, đây là cái lô gia phụ ở nhà mình. Thì chúng mình mở cửa ra thì đấy, giặt rẻ phơi ở ngoài đó. Và ở ngoài này thì là chúng mình cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ có là ở cũng là cái cửa lưới chống côn trùng này. Thì khi mà mình mở cái cửa này ra để thông gió đấy thì mèo không có đi ra ngoài. Ở ngoài này thì mình sẽ không dẫn các bạn ra ngoài vì nó chật lắm. Thế nhưng mà ở ngoài này thì có mấy cái cục nóng điều hòa các thứ ở ngoài đó thôi, thì mình cũng không ra ngoài này bao giờ. Đấy, đóng cửa lại như thế này ánh sáng nó vào đây thôi chứ cũng không có gì. Và đó là tất cả cái pantry bên trong của chúng mình. Mình nhớ một cái bình luận của một bạn là bạn ấy cảm thấy không thích cái pantry nhà mình lắm, tại vì tự nhiên cái khoảng này nó đang rộng tự nhiên chia ra bếp một nửa, pantry một nửa, thành ra là cái bếp cũng nhỏ mà cái pantry cũng nhỏ. Thì đấy cũng là một ý, thế nhưng mà các bạn hình dung nếu mà làm cả một không gian lớn mà mình làm cả cái bếp như thế này thì các bạn hãy hình dung là tất cả những cái đồ này nó cũng sẽ lộ thiên ra ngoài. Thì tính toán của mình là những thứ bầy bừa ở trong này và những thứ tinh gọn ở ngoài kia. Mình hy vọng là cái chia sẻ đó của mình cũng sẽ có thể giúp các bạn quyết định làm sao để phân chia cái tỷ lệ, nếu mà nhà bạn có điều kiện làm pantry thì phân chia cái tỷ lệ pantry hoặc là bếp làm sao cho nó hợp lý. Như mình nói lúc nãy đấy, là không có một căn bếp nào là hoàn hảo và phù hợp cho tất cả mọi người. Nó chỉ có cái căn bếp mà nó đo ni đóng giày cho mình, cho cuộc sống của mình, cho cuộc sống của gia đình mình thôi. Và đó là toàn bộ kitchen tour chiếc bếp của chúng mình. Từ trong ra đến ngoài mình xin chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn đã thích cái video vừa rồi và hy vọng là những kinh nghiệm mà mình vừa chia sẻ cũng sẽ giúp ích được cho các bạn khi mà các bạn làm bếp ở nhà mình. Like video và đăng ký kênh nhé, tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào thứ sáu hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang Ơi Vlog. Mình sẽ để tên ở đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình ngày hôm nay và xin tạm biệt các bạn.